Hi, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube chính thức của VN Review. Các bạn thân mến, máy hút mùi thì dường như đã trở thành một thiết bị gia dụng không thể thiếu trong các gia đình ngày nay, nhất là với các gia đình sống tại chung cư. Bởi với những căn hộ chung cư thường được thiết kế với phòng bếp thông với phòng khách, thì nếu không có máy hút mùi, tình cảnh khách đang uống trà, cà phê mà bỗng nhiên nhăn mặt vì được thưởng thức thêm cái hương vị như là cá rán, giả cầy thì sẽ là không hiếm gặp. Và có nhu cầu mua sắm máy hút mùi thì có xu hướng ngày càng gia tăng và nó cũng được phần nào phản ánh qua cái sự phong phú đa dạng cả về mẫu mã và chủng loại, thương hiệu, giá cả của thị trường máy hút mùi. Vừa qua thì VN Review đã có cơ hội trải nghiệm một mẫu máy hút mùi dạng mỏng chuyên dụng của hãng Electrolux. Model này thì có tên là EFT7516X. Theo nhà sản xuất thì mẫu máy hút mùi này có sức hút tối đa là 550 m³/giờ với độ ồn thấp chỉ 50-60 dB. Giá tham khảo của Electrolux EFT7516X là 4,29 triệu đồng với thời hạn bảo hành là 2 năm. Kiểu dáng của các máy hút mùi dạng mỏng thì hầu hết đều đi theo một công thức chung với thiết kế tựa như là mái vòm, bát mạnh về một phía, và Electrolux EFT7516X cũng tương tự như vậy. Tuy nhiên, điểm khác biệt là mẫu máy của Electrolux thì nhìn tinh xảo và cao cấp hơn nhờ bề mặt của phần vỏ thì được gia công rất là tốt, mịn màng với độ bóng vừa phải. Các bạn có thể thấy là toàn bộ phần vỏ của EFT7516X thì sử dụng chất liệu inox chống bám bẩn, dầu mỡ và rất là dễ vệ sinh. Các chi tiết góc cạnh cũng rất là cứng cáp, chắc chắn. Các đường ghép nối thì đều kín khít. Máy khá là mỏng nhẹ và tiết kiệm diện tích sử dụng và phù hợp với các gian bếp hiện đại vừa và nhỏ nhờ cái thiết kế âm tường có thể dễ dàng lắp đặt gọn gàng dưới các tủ kệ nhà bếp. Mẫu máy hút mùi của Electrolux thì được bố trí hai khe thoát, một khe ở phía trên đỉnh này nhằm phục vụ cho việc hút thải ra ngoài và một khe thoát thì ở phía trước đây để vận hành ở chế độ tuần hoàn khép kín. Trong khi lỗ thoát ở phía trên đỉnh thì có thể sử dụng được ngay, thì với lỗ thoát ở phía trước thì bạn sẽ cần phải gỡ bỏ cái phần nắp đậy. Electrolux thì khuyến cáo nếu mà bạn chọn chế độ tuần hoàn khép kín thì bạn nên thay tấm lọc khoảng mỗi 6 tháng một lần để đảm bảo cho hiệu quả lọc tốt nhất. Hệ thống nút điều khiển ở trên chiếc máy hút mùi này thì có cấu tạo dạng cơ, cho phép bạn điều chỉnh 3 mức độ hút khác nhau bên cạnh việc bật tắt đèn trợ sáng và bật tắt máy. Các nút điều khiển này thì có độ nảy tốt, dễ thao tác và chỉ cần ấn nhẹ là đã nhận lệnh rồi. Máy tích hợp sẵn hai miếng lọc dạng lưới có cấu tạo bằng nhôm và theo Electrolux thì bộ lọc nhôm này được thiết kế với 5 lớp không gỉ, giúp loại sạch dầu mỡ phát tán ra trong quá trình mà bạn chế biến thức ăn. Bên trong miếng lọc này thì còn có bộ lọc than hoạt tính giúp hút mùi, cử độc cho không khí, giúp không gian nhà bếp sạch sẽ và thoáng đãng hơn. Hai miếng lọc của máy thì có thể dễ dàng tháo ra bằng cách gạt nhẹ phần lẫy màu đen ở đây. Từ đó thì người dùng có thể vệ sinh định kỳ cho miếng lọc dễ dàng để việc lọc mùi, hút mùi được hiệu quả hơn, giảm bớt lượng dầu mỡ bám két vào bề mặt miếng lọc, gây cản trở luồng khí lưu thông. Cái miếng lọc này thì nên được rửa thường xuyên như là ngâm nước nóng, dùng bàn chải và nước rửa chén để làm sạch màng lọc. Khi mà gỡ bỏ hoàn toàn hai miếng lọc ra thì bạn có thể thấy hai quạt hút kích thước lớn với tổng công suất theo công bố đạt mức 170W. Hai quạt này thì đều được che chắn rất là kỹ lưỡng bằng các lồng bảo vệ, nhưng nếu muốn thì bạn hoàn toàn có thể nhanh chóng tháo các tấm bảo vệ này ra để vệ sinh rất là dễ dàng. Mẫu máy hút mùi này của Electrolux thì cũng tích hợp sẵn một đèn halogen công suất là 20W, đủ để cung cấp ánh sáng cho những không gian bếp thiếu sáng. Và để sử dụng chiếc máy hút mùi này thì rất là đơn giản, bạn chỉ việc chọn một trong những mức hút gió theo ý muốn mà thôi. Electrolux EFT7516X thì cung cấp 3 mức hút gió khác nhau, tùy theo nhu cầu sử dụng mà bạn chọn lựa một mức hút gió phù hợp. Với các món ăn nhẹ nhàng như là đồ luộc, đồ hấp, mức hút nhẹ nhàng và trung bình sẽ là đủ rồi. Trong khi đó các món kho và rán nặng mùi hơn thì sẽ cần đến mức hút gió mạnh nhất để phát huy hiệu quả khử mùi tối đa. Và để kiểm nghiệm thực tế hiệu quả hút mùi của chiếc máy đến từ Electrolux thì mình đã thử với món cá rán. Đây là món ăn thì đã rất là quen thuộc trong các gia đình Việt Nam với đặc điểm là nhiều dầu mỡ, mùi vị khá là nặng và ám lâu, khó khử mùi. Và cảm nhận thực tế thì cho thấy là khi mà mình rán cá và bật chiếc máy hút mùi của Electrolux thì mùi cá rán dịu hẳn đi, không còn quá gắt và gây khó chịu nữa. Sau khoảng 15 phút mình sử dụng chiếc máy hút mùi này thì mùi cá rán chỉ còn phảng phất rất là nhẹ mà thôi. Lượng gió thoát ra từ các khe thoát gió trên đỉnh hay là khe gió phía trước thì đều rất là mạnh. Khi mà mình đo thử bằng một cái thiết bị đo lưu lượng gió chuyên dụng để kiểm tra thì thấy là lưu lượng gió đo được lên tới gần 600 m³ trong một phút. Và một trong những vấn đề lớn nhất khi sử dụng những chiếc máy hút mùi đó chính là độ ồn. Độ ồn từ những chiếc máy hút mùi thì có thể khiến bản thân người nấu cũng như là những người xung quanh cảm thấy rất là khó chịu. Và mình cũng đã thử đo độ ồn bằng thiết bị đo độ ồn chuyên dụng đặt cạnh máy thì cho kết quả như sau. Khi mà quạt chưa hoạt động thì độ ồn trong phòng sẽ là khoảng 49-50 dB. Khi mà cho quạt hoạt động ở mức cao nhất thì độ ồn ở mức là gần 69-70 dB, còn ở mức trung bình và thấp thì độ ồn giảm đi khoảng 2-3 dB.
và mình cũng đo độ ồn ở cả cái khoảng cách cách máy từ 2 đến 3 mét thì độ ồn còn khoảng 58 đến 59 dB thôi, tương đương với độ ồn của cục nóng điều hòa khi quạt hoạt động và bằng với công bố của nhà sản xuất. Cái độ ồn này của chiếc máy hút mùi đến từ Electrolux thì nó ở mức chấp nhận được. Nếu không cần hút mùi quá mạnh thì bạn nên chọn mức hút mùi vừa phải để độ ồn không gây ảnh hưởng đến những người xung quanh và chính bản thân khi nấu nướng. Tổng kết lại thì với mức giá tham khảo là 4,29 triệu đồng thì mẫu máy hút mùi của Electrolux thì cho thấy hiệu quả hút mùi tốt, tốc độ hút nhanh, độ ồn vừa phải. Máy tích hợp đồng thời cả chế độ tuần hoàn khép kín và hút thải ra ngoài, phù hợp cho nhiều nhu cầu hút mùi đa dạng. Một thế mạnh khác của Electrolux EFT7516X là dễ dàng vệ sinh phần vỏ, phần màng lọc, phần quạt hút gió. Tất cả các bộ phận này thì đều có thể tháo rời bằng tay hoặc các thao tác vận ốc rất là đơn giản. Hạn chế của mẫu máy hút mùi này đó là các tính năng mới ở mức cơ bản mà thôi. Bộ lọc than hoạt tính tuy có tác dụng khử mùi tốt nhưng mà sẽ phải thay thế thường xuyên khoảng 6 tháng một lần. Các bạn nghĩ sao về mẫu máy hút mùi này của Electrolux thì hãy chia sẻ phần comment phía bên dưới. Chúng ta sẽ cùng thảo luận. Và đừng quên subscribe hay là đăng ký kênh của VN Review để nhận được nhiều video đánh giá chi tiết và hữu ích hơn nữa. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.